lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình ngày đó. Bác ơi, bác đánh nhầm công cho cháu rồi. Về đây bên nhau ta lối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Phai nắng còn đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ, mưa ướt lạnh môi em, anh thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở, chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau. Thế nào, thấy hay không? Dạ hay ạ. Từ ngày mẹ về con thấy bố vui hẳn ra đấy. Chuyện mà làm sao bố lại đón được mẹ về thế ạ? À? Cái thằng này hỏi buồn cười nhở. Bố mày mà đã ra tay thì thịt cũng phải xay thành cám hết, hiểu chưa? Con biết bố con là nhất rồi. Chả thế. Đợt này bố đón được mẹ về, con cũng đang tính chuyện hỏi cưới Tuyết ạ. Ô thế mày vẫn chưa ngỏ lời lời đó à? Hay thế nào? Dạ con chưa. Thế lý do làm sao? Cũng tại bố mẹ đấy chứ ạ. À? Cái thằng sao lại tại bọn tao? Tại mày thì có ấy. Người ta bảo rồi, cưới vợ là phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày nó lại đổi ý đấy. Cháu chào bác ạ. Cậu sang đây làm cái gì? Ấy, chẳng là cháu sang để xin lỗi bác về những chuyện đã qua. Cháu thấy mình có lỗi quá. Xin lỗi? Cậu chả có cái lỗi lầm gì cả. Tốt nhất là cậu đi về đi, nhà chúng tôi không tiếp nhá. Ờ, sao thế bố? Sao chăng cái gì? Ngồi im đấy. Sao bố lại mắng con? Dạ thôi ạ, bác bực cũng là đúng rồi. Nhưng mà cháu thấy mình có lỗi quá, hôm nay cháu đến để xin lỗi gia đình ạ. Này. Dạ. Hôm trước tao thấy có đứa bắt cóc hụt mẹ mày đấy. Tao nhìn giống thằng này lắm. Liệu có đúng không bố? Thì đúng mẹ. Ai? Sao bác lại nói cháu thế? Người giống người nó là bình thường mà bác. Tôi là tôi nghi lắm đấy nhá. Ê, dạ thưa bác, thú thật với bác, cũng chỉ tại thằng Sứt nó bảo vợ bác là con gái bác mà lại chưa có chồng nên cháu cứ tưởng. Tưởng cái gì mà tưởng? Vì cái trí tưởng tượng của anh ấy làm khổ gia đình tôi mấy ngày hôm nay đấy nhá. Dạ thưa bác, đây là máy cạo râu tự tay cháu mua ở bên châu Âu để dành riêng cho những người có bộ da mặt dày, bộ râu dày và rậm như bác. Bác yên tâm đi, dùng cái dao cạo râu này ấy, một bá ngà chứ 10 bá cũng xay bác như điếu đổ, trẻ ra mấy chục tuổi đấy. Da mặt dày. Mà thôi, cái này thì nhà tôi cũng không thiếu. Ê, cậu không phải khoe. Tốt nhất là cậu mang về đi, xong đi về luôn đi, nhá. Ơ kìa bác, cháu thật lòng mà. Trước tiên ấy là cháu sang để xin lỗi bác. Sau thú thật là cháu muốn xin được làm con nuôi hai bác. Con nuôi á? Thế là thế nào bố? Tao cũng chưa hiểu nó định thế nào. Này, ê, cậu định giở cái trò gì ở đây đấy hả? Ê, cháu có dám giở trò gì đâu ạ. Thưa bác, cháu từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, một mình lăn lộn nơi xứ người. Bây giờ cháu chẳng có gì ngoài tiền cả, chỉ thèm có mỗi được có gia đình, có bố mẹ để phụ dưỡng. Hơn nữa cháu thấy hai bác cũng là người nhân hậu nên mong bác chấp nhận cho họ. Thì kệ cậu, liên quan gì đến tôi. Mà tốt nhất là cậu đừng nói mấy cái câu hão huyền đấy làm gì cả nhá. Nhà chúng tôi chỉ có mỗi thằng này là con trai thôi, không muốn nhận thêm ai nữa. Nên tốt nhất cậu đi về đi, đừng làm phiền gia đình chúng tôi làm gì nhá. Kìa bác,
cháu đến đây với đầy thành ý. Mà cháu cũng đã từ bỏ ý thích em Ngà nhà mình rồi để nhận làm mẹ. Mà bác biết đấy, con thì làm sao mà yêu mẹ được. Nhưng nếu mà bác không đồng ý nhận cháu làm con ấy, cái tình yêu trong cháu nó lại trỗi dậy, cháu lại theo đuổi em Ngà thì bác mệt người. Bác thấy có đúng không? Bố, con thấy cũng hợp lý đấy bố ạ. À, để bố tính. Ê, nhưng mà phải trải qua thử thách của tôi đã thì tôi mới nhận anh làm con nhá. Vượt qua thử thách thì nó là sở trường của cháu rồi. Bây giờ bác muốn gì bác cứ nói đi ạ. Tự tin quá rồi đấy. Nhưng mà thôi, được, anh đã thích thì tôi chiều. Vâng. Nhá. Tính tôi á thì thích âm nhạc, hiểu không? Vâng. Văn chương. Vâng. Bây giờ tôi ra đề thế này. Vâng. Anh hát cho tôi một bài hát mà có mẹ nhưng không được nhắc một từ nào đến mẹ cả. Hiểu chưa? Đấy. Vâng. Làm được thì tôi sẽ nhận anh làm con. Chết mẹ. Hát bài về mẹ mà lại không được nhắc từ mẹ. Thế nào nó là cái bài bỏ mẹ? Sao bố ra đề khó thế à? Mày, biết cái gì? Ngồi im, để tao tính. Thế nào? Ờ, có làm được không? Nếu mà không làm được thì mời anh về cho, nhá. Thôi được rồi. Thế để cháu cố vậy. Hát đi, để tao đệm đàn cho. Vâng. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà, lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Trời chưa bóng dừa, hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mạ non hương tóc em, biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. Này con, bố nghe là chưa thấy có từ nào ám chỉ về mẹ đúng không? Con cũng thấy vậy đấy. Này anh, anh hát xong rồi đấy, thế nhưng mà tôi chưa thấy có từ nào ám chỉ về mẹ trong cái câu hát của anh cả. Bác với em nghe thế nào chứ? Cháu hát rồi mà. Sao tôi không thấy? Bác nghe lại nhé. À. Mùi mạ non hương tóc em. Mạ non. À, người miền Trung ấy, người ta gọi mạ là mẹ. Bác hiểu không? Đúng rồi bố ạ. Rồi rồi, cũng khá đấy. Đặc sản vùng miền đúng không? Dạ. Được. Ê, bây giờ bài tiếp theo đi. Yeah. Nhưng mà nhớ là không có mạ với mẹ như nào đâu nhá. Vẫn hát nữa hả bác? Ừ. Ồ, sao bác chơi cùn thế nhỉ? Qua đâu? Thì cháu có. Chiến. À vâng ạ. Khó thế nhỉ. Không mạ, không mẹ. À, đây rồi. Bác đàn cho cháu nhé. Ờ, được, ok. Đàn luôn. Vâng. Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ. Làng em bên lỡ, làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này sông đi học. Dưới bên con đò chờ trong bóng mù. Nhanh mù con bướm vàng quanh quần, ánh bao chiều tan thơ thần qua sông. Em tan trường về con đò lên bến lở, áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều. Dạ có được không bác? Rồi thế mẹ ở đâu? Ô, bác nghe như thế mà vẫn chưa biết mẹ ở đâu á? Chưa. Nhanh mù u ấy. Người miền Bắc mình ngày xưa gọi mẹ là u, có đúng không bác? Khá, được. Nhưng mà lần thứ hai đấy. Bây giờ hát bài khác, không u, không mạ, không mẹ đấy cho tao. Không hát được, biến. Bác không định nhận cháu làm con nuôi sao mà khó khăn thế? Kệ tao. Hát bài gì bây giờ nhỉ? À, đúng tủ rồi.
Cháu mời bác. Lại đàn đúng không? Dạ vâng, bác hộ cháu á. Vâng. Bắt đầu em. Vùng lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình ngày đó. Bác ơi, bác đánh nhầm công cho cháu rồi. Sai là sai thế nào? Tao đánh cho mấy bà hàng xóm hát suốt đấy. Thì đấy là bác đánh cho mấy bà, chứ đánh cho cháu phải đánh tông khác chứ. Mà thôi, cháu cũng hát xong rồi đấy ạ. Thế mẹ đâu? Mẹ đấy. Đâu? Mẹ. Ngày xưa cái hồi pháp thuộc ấy, người ta vẫn gọi là thầy mẹ mà. Có phải không bác? Mà bác có học lịch sử không đấy? Hay là bác không biết thật đấy? Cái thằng, thế nào mà tao không biết? Tao biết hơi nhiều ấy. Nhưng mà thầy mê nghe lạ thế nhỉ? Mà thôi, được rồi. Bài tiếp theo đi. Không mê, không u, không mạ. Nhớ đấy. Thế bác không định cho cháu làm con nuôi hay sao mà bác cứ làm khó cháu thế? Cái thằng này mới có thế mà đã không chịu được rồi. Không thích thì về nhá, đây không cần. Ấy, cháu đã muốn rồi, cháu phải làm bằng được. Thế được rồi. Thế bây giờ, đây rồi. Bác đổi vị cho cháu đi. Đánh bốc lên. Bốc lên à? Vâng. Ví dụ nhá. Vâng. Corazón de melao, 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 melao. Hey, corazón de melao, melao, melao. Nhìn em say sưa khiêu vũ trong điều vui mambo đắm đuối. Cùng nhau ta ca ta hát cho một đêm ngọt ngào tuyệt vời. Nhìn em yêu nên ta đã trao nụ hôn cho em nóng cháy. Điệu mambo sao hay thế, ô ô ớt ngay. Hết rồi đấy ạ. Bác thấy hay không? Chả nghe thấy có chỗ nào thấy nói về mẹ cả. Gu âm nhạc của bác làm sao ấy nhỉ? Mày cứ mê lao triền miên. Mẹ đâu? Đấy, mế đây. Bác nghĩ thử mà xem, có ai gọi mẹ là mế không ạ? Chả có ai cả, mày gì vớ vẩn. Thế thì hôm nào cháu phải đưa bác lên miền núi một chuyến, gặp đồng bào Mường. Ở trên đấy bà con toàn gọi mẹ là mế thôi. Sao lạ thế nhỉ? Đúng rồi đấy bố ạ. Cháu vừa vượt qua được thử thách của bác. Bác nhận cháu làm con nuôi của bác nhé. Ui, con chào bố. Anh chào em nhé. Cái thằng này, tao đã nói gì đâu. Thôi bố ạ, chuyện cũng đã rồi. Con nghĩ anh đấy cũng nói đúng đấy. Để anh đấy làm con nuôi cho bố mẹ đỡ phải bận tâm. Càng thêm người thì càng vui bố ạ. Em nói đúng đấy bố ạ. Thôi được rồi. Nhưng mà phải nhớ là trên là trên, dưới là dưới. Mẹ phải làm mẹ đấy nhá. Bố đừng lo, con nói được, làm được. Con vững tâm, bố cứ yên tâm nhé. Nhà mình có chuyện gì thế ạ? Mẹ. Cái gì? Mẹ mới về đấy ạ. Anh là ai đấy? Ai là mẹ anh? Ôi dồi ôi, trời đất quỷ thần ơi. Mẹ ăn gì mà đẹp thế hả em? Anh là ai? Con là con của bố Long Đen. Hai đứa vừa nhận nhau xong. Ôi mẹ đẹp quá. Con yêu mẹ. Này cái thằng kia, mày làm cái trò gì á? Con xin lỗi, hình như là con đang không giữ được bình tĩnh. Xin lỗi bố mẹ. Vâng. Thì chuyện này rốt cuộc là thế nào ông Long? Thì nó là thế này. Cậu Quang này thì mới ở nước ngoài về. Đây mới đúng là cái phao câu mà hôm trước mình nhìn thấy. Thế là mình nhầm à? Ê, tình hình thì là cũng dịch dã này, kinh tế khó khăn, không nơi nương tựa. Sang đây thì thấy vợ chồng mình cũng tốt tính, hiền lành. Ê, cậu ấy có ý nhận tôi bà làm bố mẹ nuôi. Tôi đồng ý nhận cậu làm con nuôi. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Tôi không đồng ý. Sao mà ông dễ tin người thế hả? Ấy kìa mẹ, mẹ đừng nóng như thế, mất sinh. Kệ tôi, ai là mẹ anh? Mà anh không thấy cái bản mặt của anh còn già hơn tôi à? Hả? Thì đúng quá còn gì. Mẹ cũng lấy ông già mà. Cái thằng kia, mày nói cái gì đấy? Không. Thôi được rồi, thì nếu bây giờ anh làm con của chúng tôi ấy, thì anh làm được những cái gì? Về vấn đề này thì bố mẹ không phải lo gì cả nhé. Tại vì việc muốn làm con bố mẹ, nó xuất phát từ cái tâm của con. Nếu được làm con của bố mẹ, thì hàng ngày con sẽ pha trà cho bố Long Đen uống. Cứ từ sáng con đưa bố ra ngoài giao lưu với đám bạn, để cho nó khuây khỏa tuổi già ấy mà. Con từ bên nước ngoài về mang rất nhiều rượu Tây,
Bố uống một chén là ngủ cả ngày. Nói chung là rượu thì bố cứ uống thoải mái bố nhé. Nghe cũng được. Thế mà những chuyện này con lại không biết bố nhờ. À, mày thì biết cái gì? Đấy, liệu mà học hỏi anh ấy nhá. Thế còn tôi thì sao? À, về việc này thì bố với em cứ hoàn toàn yên tâm. Bố Long cứ hàng ngày cứ đi uống rượu với đám bạn tự nhiên nhé. Cứ để mẹ Ngà ở nhà, con chăm sóc cho. Con có thể đun nước cho mẹ Ngà tắm, giặt quần áo cho mẹ Ngà. Mẹ Ngà buồn, con có thể đấm lưng cho mẹ. Hay lúc nào mà mẹ cô đơn, con có thể ngủ cùng mẹ cho mẹ đỡ buồn. Ôi, vui quá. À, bố bình tĩnh, con vẫn chưa nói hết. Còn về phần bố, năm nay bố cũng già rồi. Rồi cũng phải đến lúc tuổi xế chiều. Lúc đấy, bố không còn làm ăn gì được. Ê, mày định làm gì? Bố cứ bình tĩnh, con sẽ... Sẽ làm sao? Thay bố gánh vác trọng trách của ngôi nhà này. Tao nhịn mày từ nãy giờ hơi bị lâu rồi đấy. Bây giờ thì tao đã hiểu, mày nhận chúng ta là bố mẹ là có ý đồ. Mày suốt ngày cho tao đi rượu trẻ để tao chết sớm, để mày về đây mày chiếm nhà, chiếm cả vợ tao, đúng không? Hôm nay thì mày chết rồi. Thằng này cầm cái đàn bàn đi lấy con dao, tôi ra thả chó. Thôi không phải thịt chó đâu ạ, con không ăn chó. Thịt mẹ á. Thằng kia đứng lại. Nó là cái quần bất lương, bố là ăn cắp thế chứ đấy. Hả? Kể ra thì tôi thấy cái thằng này mặt nó tối tối thế thôi, nhưng mà suy nghĩ cũng thấu đáo phết không nhỉ? Thấu đáo cái gì? Bà thích linh tinh lằng nhằng không? À, hả? Không có gì, tôi đi nấu cơm. Biết cái gì mà tôi sợ vào đấy? Đi vào phụ mẹ nấu cơm còn chưa? Sao bố lại chửi con? Nhanh! Dạ vâng.